biết Thiên Ân đi đâu ta. Hẹn mình từ sáng sớm mà bây giờ mặt trời đã hạ bóng rồi mà chưa thấy đâu hết. Em đây nè anh Vũ ơi. Ủa, em cũng tới rồi đó hả? Em tới rồi. Trời ơi, hẹn từ sáng sớm. Thôi em xin lỗi nha, tại vì em biết là hôm nay em đến muộn do là hả, em bị kẹt xe. Đó, nhưng trên đường đi em thấy cái cô kia, cô bán cá chẽm ngon quá. Xong rồi cô nói là con ơi con vô mua đi, còn một con cuối cùng thôi. Anh ơi làm sao bỏ lỡ được cái khúc này. Mà em là em biết là bây giờ là trễ giờ anh em mình hết trơn rồi, nên là em thẳng luôn mua hẳn nguyên một con cá chẽm ngon lành. Nhưng nhìn em không biết làm gì hết. Hình như là cũng đảo ớt nè. Mua dạ, cá mua rồi. Ớt luôn. Mua cá mua ớt rất là thích. Rất là thích ăn ớt ạ. À. Không có bàn sớm giờ không biết nấu món gì luôn mà. Dạ đúng rồi. Giờ nhà chỉ còn mỗi gia vị thôi. Dạ. Không ấy thì thôi, mày ớt nhiều thì mình nướng muối ớt chứ làm sao giờ. Đúng. Em cũng thấy là nướng muối ớt đơn giản nhưng mà ngon, mà nhanh nữa. Và bây giờ thì mình cùng bắt tay vào làm món cá chẽm nướng muối ớt. Cá chẽm sinh sống chủ yếu ở vùng nước mặn, nước lợ, theo các nhánh sông, cửa biển và các ao đầm, nhưng cũng có loại cá chẽm sinh sống ở vùng nước ngọt, còn gọi là cá chẽm sông. Cá chẽm có thân dài và dẹp, vảy màu bạc lấp lánh, gần giống cá chép. Đây là loại cá có giá trị dinh dưỡng cao và có thể chế biến được nhiều món ăn ngon hấp dẫn như nấu cháo, chân tương, chiên xả ớt. Nhưng để giữ trọn hương vị thơm ngon của thịt cá thì cá chẽm nướng muối ớt là lựa chọn tốt nhất. Tuy là món ăn đơn giản nhưng vẫn giữ được hương vị thuần túy của ẩm thực miền sông nước. Anh Vũ ơi, anh thấy em chọn con cá này có tươi có ngon không anh? Nhìn thấy là tươi rồi đó em. Dạ. Anh thấy cái đuôi nó đen mà bóng, cái độ nhớt nó còn là cá nó còn tươi nè. Anh vừa làm vảy con cá, nhưng mà thường thường em ăn cá nướng là em thích ăn nó còn vảy để cho giòn giòn, sực sực, ngon ngon á. Thì mình có để vảy ở cá chẽm được không anh? Nếu như mà cá chẽm để vảy á thì mình có thể là chiên xù, mình chấm nước mắm hoặc là sốt me hoặc là mình sốt cam. Dạ. Nhưng mà riêng với món nướng thì mình nên đánh vảy để mình ướp cho nó thấm cái muối ớt vô. À dạ rồi. Và sau khi mà mình đánh vảy cá xong, mình có cách sơ chế nào để mình bớt cái mùi tanh cũng như là cái độ nhớt của con cá không anh? Mình pha chút xíu giấm với lại muối hoặc là chanh. Dạ rồi. Thì một con cá là xài khoảng một trái chanh này, giấm thì mình xài khoảng 1.5 muỗng. Dạ. Với lại khoảng một muỗng muối. Dạ. Là mình chà nhanh lên để cho cái phần nhớt ở ngoài nó sạch hết. Nó sạch. Mình xả phần nhớt đi, mình rửa sạch lại để ráo thì cá của mình nó sẽ sạch hơn. À em hiểu rồi. Ướp sơ cá này ha. Dạ. Đầu tiên là Vũ sẽ cho vô đây khoảng 1 muỗng cà phê muối. Cà phê muối. Rồi, mình xài khoảng chừng 1.5 muỗng hạt nêm. Dạ, không có cần khứa cá gì không anh? Tí nước mắm. Cái này không cần khứa, nó hồi nó mình nướng nó dễ thịt ra. Dạ. Xong rồi mình cho sốt muối ớt lên là nó quết vô là nó sẽ bám. Dạ. Rồi cũng sẽ thả đều mình hai xa mặt cho con cá. Đúng rồi, cho phần cá này xong. Dạ, mình trở mặt qua mình cũng bên này luôn. Trong khi mà chờ cá nó thấm sốt, nó thấm muối á, thì anh chia sẻ cái phần mà mình làm cái sốt muối ớt ha. Dạ rồi. Cả nhà sẽ sử dụng là 200g dầu ăn. Thì dầu ăn mình sẽ cho vô thêm 100g tỏi lột. Mình xào cho tỏi nó thật chín vừa. Dạ rồi. Và khi mà tỏi chín hơi hơi thì mình sẽ cho thêm 250g ớt sừng. Dạ rồi. Và mình cho thêm 50g ớt hiểm. Khi mà xào xong như vậy á, thì cả nhà sẽ cho vô cối xay. Cho vô cối thì cả nhà sẽ nêm vô đó cho Vũ là 5g muối, 10g hạt nêm. Dạ rồi. 20g đường và 5g nước mắm. Khi mà nó nhuyễn là mình cho thêm dầu điều vô nữa thì nó sẽ bóng như vậy và cái sốt của mình nó sẽ như vậy. Dạ đây. Thì đây mình là xào, mình sẽ cho dầu điều vào cuối cùng. Đúng rồi. Dạ rồi. Em thử cho coi nó có thơm không? Thơm quá anh ơi. À mà anh ơi, em thấy cá chẽm là nướng cũng ngon và ngoài ra là mình còn làm được món nào nữa ạ? Cá chẽm thì có thể mình hấp cũng được. Dạ. Mình hấp với lại gừng anh. Hấp hành gừng hoặc là chân tương cũng được. À dạ. Hoặc là mình sốt mình chiên giòn sốt me. Chiên giòn sốt me. Dạ rồi. Tính ra cũng làm được nhiều món quá ha. Đúng rồi. Ủa? Anh Vũ ơi, em thấy bông bí. Thì thông thường thì em ăn cá nướng thì có dưa leo đúng không? Dạ. Mà anh em mình hôm nay thôi có cái gì mình sử dụng cái đó đi. À, cũng không biết là em có tới hay không. Biết là em có tới hay không. Em tới chứ, em hứa là em tới mà. Chỉ là em tới muộn xíu thôi. Rồi. Vũ sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn lên đây. Một rồi. Muỗng cho mặt này. Dạ. Khi mà có muối nó thấm rồi thì mình cho thêm miếng dầu để lát mình nướng cá nó không có bị dính vô cái vị. Dạ.
dầu anh thoa đều bên mặt cá rồi. Vũ sẽ lót lá chuối lên đây, Vũ nướng. Dạ rồi. Lá chuối rất là nhiều công dụng em ha. Dạ. Sử dụng lò than là mình nấm lá chuối lên đây, xong mình cho cá lên mình nướng. Phụ lá chuối cuốn cho cá chín rồi anh sẽ chợ liên tục. Cá này mình nướng khoảng tầm bao lâu thì nó chín anh? Cá này chắc nướng chắc phải khoảng tầm nửa tiếng á. Dạ, tầm nửa tiếng. Cá chẽm nướng muối ớt thì mặc dù là đã có gia vị rồi nhưng mà mình có cần phải chấm thêm một cái loại nước chấm nào khác không anh? Anh thì thông thường anh làm cá nướng thì anh muốn đảm bảo cái độ tươi và nó độ thấm. Dạ. Nhưng có nhiều cái góc giống như là thịt cá nó dày quá thì dạ, nó chưa thấm tới thì dạ, nó sẽ bị hơi lạc. Thì mình có thể chấm thêm một chút xíu muối. Anh Vũ ơi, trong lúc em đợi anh nướng cá, em đi ra ngoài vườn hái mấy rau về nè. Có tía tô, có xà lách. Cá nó cũng vàng vàng rồi, chắc anh lên sốt quá. Dạ, anh lên sốt đi. Em không thể chần chờ được nữa rồi. Rồi, Vũ sẽ quét từ đầu tới đuôi ha. Dạ. Để cho sốt nó thấm đều. Em thích ăn cay lắm, cho nên là anh cứ quét vô tư nha. Dạ. Biết mà nãy mua ớt không mà, tỏi còn ít hơn ớt mà. Em thích ăn ớt lắm, ăn cái gì mà không ớt, không có cay cay là thấy nó bớt ngon. Em thấy là con cá này thường thường là sẽ nướng với lá chuối hay là nướng không như vậy thì cũng đôi khi em cũng thấy có nướng với giấy bạc. Con cá nó lớn á, dạ, mà mình cái lò nhà mình nó nhỏ vậy thì mình phải tiết chế cái độ nóng nó vừa phải, dạ, để cho cá nó chín bên trong nữa. Nó mới không tanh, cá mà em nướng nhanh quá ở ngoài nó cháy mà trong nó còn sống là không tanh không được. À, dạ. Cho nên là anh sẽ lót lá chuối để cho nó xém từ từ và xíu nữa anh sẽ lấy mặt lại cho nó thơm. Là khi mà mình nướng lá chuối vẫn đâu đó sẽ có một cái sự đơn giản nhưng mà lại rất là thơm ngon đúng không anh? Đúng rồi. Cá chẽm khi nướng xong sẽ có mùi thơm hấp dẫn, thịt cá nướng mềm, ngọt, thấm gia vị là hỗn hợp muối ớt hòa quyện làm cho thịt cá chẽm thêm phần đậm vị nhưng rất vừa miệng. Món này khi ăn cuốn cùng các loại rau sống rất thú vị. Sau một khoảng thời gian hơn 30 phút một chút xíu, đúng là chờ đợi là hạnh phúc. Em đã quá đói rồi. Anh gấp cho ha. Dạ. Ở đây có chén muối ớt hột rất ngon. Bây giờ em sẽ nặn chanh vào nha. Đây. Em mời anh nha. Anh mời. Rồi. Mời quý vị ạ. Mời quý vị. Đây, em sẽ thử một món mà em vô cùng thích. Cá nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Bình thường nó rất ăn cá nướng. Ngon quá anh ơi. Thịt cá nó ngọt đúng không? Thịt cá rất ngọt, thơm. Mà đặc biệt là em thấy cái sốt này quá ngon. Chưa hết đâu, ăn vào thì rất là vừa ăn. Thực ra là không cần chấm cũng được. Tuy nhiên thì do là em ăn đậm vị nên là em sẽ hay chấm thêm. Thấy ăn thấy rau sống là tự nhiên cái muốn ăn liền ha, nó mát. Dạ đúng rồi. Đặc biệt là em thấy là đang nướng ở trên lò nướng than nóng hổi thơm lừng như thế này thì ăn cá rất là ngon. Đúng giống rồi. Như là anh ơi em cho xin thêm một miếng nữa được không ạ? Dạ, đây. Em rất thích ăn cá nướng bởi vì cái thịt cá sẽ được tươi, được giữ nguyên cho nên là mình có thể cảm nhận được rõ cái vị ngọt của cá. Em thấy món này rất là phù hợp với những gia đình mà lâu lâu muốn đổi gió mà ra ngoài. Xong rồi mọi người quay quần với nhau ở bếp xong rồi nướng cá rồi ăn như thế này. Cũng thể nướng cái sốt này cũng thể nướng tôm luôn. Dạ đúng rồi. Vẫn được luôn. Tôm mực luôn. Đúng rồi. Dạ. Thời tiết đẹp, cây cối xung quanh mình hòa cùng với thiên nhiên xong mình ăn cá nướng. Đúng là khó xảy anh ha. Rất là cảm ơn em á là đem tới chương trình một con cá quá tươi và anh phải cố gắng làm cho nó ngon hơn. Cảm ơn vị đầu bếp của chúng ta đã làm một món cá chẽm nướng muối ớt quá là ngon. Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình Hành Trình Hương Vị. Và đừng quên những tập phát sóng tiếp theo của chương trình vào lúc 19h40 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ thì Thiên Ân và anh Vũ xin chào và hẹn gặp lại. Nhắc đến miền Tây, người ta nhớ ngay tới những món bánh đặc sắc mang đậm nét dân dã của thôn quê với nguyên liệu dân dã quanh nhà. Bánh khọt miền Tây là một trong những món bánh thơm ngon, làm lưu luyến biết bao thực khách. Đồng hành cùng với Hành Trình Hương Vị, diễn viên Ngọc Hoa và đầu bếp Hoàng Sinh sẽ gửi đến quý vị cách thực hiện món ăn này. Mời quý vị đón xem vào lúc 19h40 Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.